Tôi đến để cô ngắm cho đỡ nhớ đấy. Đỡ nhớ hơn chưa? Dạ. Hồn chó phát giờ. Này! Tất cả mình! Lúc nãy anh Long bảo chị Nam là để cho chị nhìn một cái về cho dễ ngủ đấy. Nó nói thế thật à? Nghe rõ không? Nghe rõ mồn một luôn. Còn nghĩ mẹ nói đúng đấy. Anh Long kết chị Nam nhà mình rồi. Thoát nghèo là đây chứ đâu. Cứ như thế này ấy, thì không biết bao giờ hai đứa này mới lấy được vợ. Mà mình ơi, bạn bè bằng tuổi em ấy, mọi người lên hết chức bà nội bà ngoại rồi đấy. Kìa, chú Huy triển khai sớm đi, cho bố mẹ lấy trước ông bà kìa. Không dám, mời anh. Không được, là anh thì phải đi trước. Đấy, thấy chưa? Đúng rồi, cái này con đồng ý với mẹ ạ. Con phải lấy trước. Thế bây giờ con chưa lấy, bây giờ Huy nó lấy thì hàng xóm láng giềng người ta bảo nhà mình cưới chạy. Chạy cái gì? Tôi còn khỏe thế này, chị bảo tôi chạy đi đâu?